Vô thở vấn đề luôn thì hôm nay Thuận xin chia sẻ với anh em là bên Thuận có tiếng của trộm bạc má, trộm heo, trộm hôi ở miền Bắc và một số nơi còn gọi là cầy. Thì file này là file chuẩn gồm có 3 loại tiếng, một là con, hai con cái, ba con đực kêu cứu. Anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại trên màn hình để Thuận tư vấn cũng như chia sẻ với anh em. Còn khi anh em lấy file thì sẽ không có bài nhạc tràn vô vì Thuận tràn bài nhạc vô để giữ lại bản quyền. Cảm ơn anh em rất nhiều. Oh, my God.